Trong ngày làm việc đầu tiên, lãnh đạo thành phố đã đến thăm một số doanh nghiệp, ngân hàng để chúc Tết và nắm thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh. Đoàn do Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm trưởng đoàn đã đến thăm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng đã có nhiều giải pháp sáng tạo để sản xuất kinh doanh hiệu quả. Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định lãnh đạo thành phố luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp để tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển vững mạnh hơn trong năm Giáp Thìn. Thông Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Cần Thơ, Aribank chi nhánh Cần Thơ 2 và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Cần Thơ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Văn Hiểu nhận định, dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng vẫn có những cơ hội tốt, điều kiện thuận lợi để tạo đà phát triển. Mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp giữ vững nhịp độ phát triển, phát huy tinh thần đoàn kết, từng bước tháo gỡ khó khăn, nỗ lực hoạt động hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Năm qua, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nỗ lực rất lớn để vượt qua những khó khăn. Năm 2023, công ty đạt tổng doanh thu hơn 5.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Nhà máy sữa Cần Thơ Vinamilk, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ cũng hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch của năm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị, động viên các doanh nghiệp nỗ lực tiếp tục vượt qua khó khăn. Thành phố luôn đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024. Thăm và chúc Tết Công ty Cổ phần V-Ship Cần Thơ, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Cần Thơ và Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng ghi nhận sự quyết tâm và đồng hành của các công ty và đơn vị. Lãnh đạo thành phố yêu cầu huyện Vĩnh Thạnh, các sở ngành liên quan và Công ty Cổ phần V-Ship Cần Thơ tiếp tục hoàn thành giải phóng mặt bằng còn lại cùng hai đường vào khu công nghiệp. Chúc mừng thành tích đạt được của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Cần Thơ và Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố. Chúc các công ty và đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra cũng như gặt hái được nhiều thắng lợi mới.